rồi nó còn cam bây giờ tuổi bảy tuổi bảy tuổi bảy 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 hai giang lung tinh rồi bây giờ mẹ bảy bảy rồi bảy tấn rồi này còn cam cái nhảy lệch tơ xa bây cam sành ăn bắp bê một nẻo bây giờ hồi bảy tôm con còn bảy hàng quan bảy lệch lệch nghệ dứa lưu bảy đây rầm ăn đập đây xin trôm ta tiệm còn cam bây giờ này sang nó yang định màu bạc hay ta cam cái nhị cam sa nhật nu màu mèo plo tấn đẹp này làm pro plo mèo tấn cam cái nhị nửa sẽ plo plo prak sa gir kem mẹ mừng cậu bây giờ lệ sang nó yang lệ cái chế cỏ cá hàng tôm nuôi plo mang đến trù năm nay thì rất là ổn định mà người ta mua thương lái rất là dễ bán thì người ta cũng thôn này nên trù đằng cái chép bộ plo lệ mừng đang mà bạc plo tấn sẽ mang tàu rời lệ sẽ ở pi kiêng chui hợp tác xã nghệ bờ chiên cam biệt kép minh hảo lệ bờ rừng bạc quang lệ bờ bốt bờ tem pla bờ roa hàng lệ nẹp về bờ đít lùng nô màu cái chép trầm cái nem hầm hân bạc cọp bờ chiên hầm bờ tấp bờ vàng tràn rồi bẹ hàng hầm miệt biếu bù cam cái nạp lời giờ cả bạc lá trầm nết phồn cường mương nghệ bờ chiên cho nên mà bờ xin trù trầm bù cam hợp tác xã trúc màu hoa. Năm nay thì cái mức tiêu thụ cam vàng chín sớm của hợp tác xã hiện nay thôn này mẹ plot mẹ chân tốt trong nem plot chân tốt nô của cam tơ xã từ mong tập tác xã chim tru mang tươm chân mạng điện tử hàng lễ thôn này một nô mò lẻ trên các trang mạng điện tử hàng tươm quạt phần này là cam mừng hà giang lên cả tổ mẹ cả xem tuyết nem tru mừng cậu bây giờ hợp tươm hợp tác xã tươm đang mà là bộ cam ở kế bộ cam chim tổ kế bộ tốt nghiệp với trình chúng tôi đã tổ chức cho bà con này xúc tiến từ miền Trung trở ra bên mười bà con cả nạp lời nghệ bình chính mừng qua tăng cá trong bà con thứ mừng thôn là tiết trong đợt này nuốt bà cam sẽ nên trộn đồng cái chép cấp ủy chính quyền địa phương đã liên hệ với các cái đơn vị thu mua như là chính quyền qua bên lệp rầm hàng tương bỏ lời Hà Nội bên Hồ Chí Minh hàng tương chặt qua tăng cá kèm gặp bộ bà tế hàng tươm trèm cân em rút bật lệ phàm kèng cân nhờ thao trèm cân em rút bật cam mừng Hà Giang cùng dư xem trô trèm cân em bật cam bằng quả nằm tiêu thụ cho bà con nhân dân trên địa bàn. Hiện nay tươm bộp lời hợp tác xã bởi tươm bào là bộ cam lắc bộ bốt rồi lời nghiệp bởi chinh bộ cam cái nhị hàng lễ trèm nét xem trô tư lời tùy dựa trẻ hàng lễ hoa trẻ nghệ cùng dư lắc rô mô tư lời khoái bằng hiện nay bà bộ cục trần bà rít luôn hồi mẹ cân hạp lời hàng bởi chinh phôn bởi dân cam sàn bởi nạp trấu.